Alo bạn, tiếp tục cái clip nhận sửa chữa máy nha bạn. Đây mình có con máy Trung Quốc rất là nát, nát tươm. Máy này của anh khách anh Toàn ở Cần Thơ anh gửi mình là do là người ta cho ha, chứ không phải là máy của anh. Thì mình cũng đề nghị với khách là thôi để mình gói mình gửi mình trả nha bạn. Nhưng mà anh khách cứ năn nỉ miết à, kêu mình làm. Thì anh em nhìn ở dưới mặt nè, nó nát không còn là cái gì hết, nó mục hết nè anh em. Gốm à, te tua hết rồi nè, chân mạch đó lông lơ cỡ này nè anh em nhìn kỹ ha, mạch miết rồi thì tiêu hết rồi, dây nguồn dây bọng rồi thì không xài được, mình cắt hết rồi. Đây là bụi bặm sình bùng nó đóng theo thời gian. Tụ nguồn và tụ bâm này thì người ta cũng thay không có đúng chỉ số, và cái máy hình thức máy là rất nát. Thì hiện tại mình không biết là con máy nó có chạy hay không nữa nha, tại dây nguồn nó không có, dây nguồn nó bị mình cắt đứt hết rồi. Anh em nhìn cái khu vực này nè, quá trời ghê. Ok, bây giờ mình tiến hành dọn lại máy này ha. Thì do là con máy này của anh trai này cũng tương đối khó khăn, mình dọn lại mình nhận của anh 600.000 thì có thể mình lấy 600 hoặc 650 gì đó thôi, chứ không có nhiều. Ok, thì mình sẽ cố gắng mình câu lại ha. Nhưng mà mình có nói trước với khách đó là do cái mạch nó nát quá thì mình sẽ cố gắng mình làm cho nó ok nhất có thể, sau này nếu trường hợp nó có hư thì thôi đó, thì cho khách hiểu trước nha bạn. Rồi ok, mình sẽ tiến hành làm máy này nha bạn nha. Rồi xong nha bạn, sau thời gian khoảng 4 tiếng hồ mình hoàn thành xong máy này. Thì giờ này cũng 11 giờ đêm mà anh em, trễ lắm mày. Thì thời gian của nguyên buổi chiều hôm nay chỉ sửa được con máy này thôi. Ok, thì đầu tiên là con máy này nó rất là nát, và nó nát tươm không còn gì hết. Mạch ở dưới thì mình quay cho anh em xem, nó te tua tê tả không còn gì hết ha. Ok, thì mình đã phục dựng nó lại nè, thay cho khách bộ dây nguồn mới, một bộ dây cò bóp mới. Thì giờ khách chỉ dùng thôi, bóp cò là máy chạy thôi. Bộ dây cò bóp mới, bộ dây nguồn kẹp bình mới anh em, kẹp đồng đàng hoàng ha, xịn đàng hoàng. Con này thì mình nhận của khách 600, tại vì lý do là anh khách này điều kiện cũng tương đối khó khăn đó, chứ không có dễ dàng gì. Tại mình thấy anh là anh xin cái con máy này của người khác cho anh tặng anh, chứ không phải là máy nhà. Ok, thì cặp tụ lọc nguồn thay bỏ, cặp tụ bâm thay bỏ, rồi cuối cùng là hư luôn mạch bâm bít. Thì mình có sử dụng một cái mạch bâm bít mới mình thay vô, nhưng mà vẫn không chạy được, là do cái mạch ở dưới người ta cắt nó bị chập, cho nên là mình đút cái mạch bít vô là nó hư luôn cái mạch bít mới của mình. Và tổng thiệt hại là mình tốn thêm 150.000 tiền mạch bít nữa. Thì mình vẫn tính khách 600, tại vì mình lúc mình lãnh khách 600 là mình vẫn tính 600 như bình thường thôi. Cái đó là siêu gửi. Ok, thì cuối cùng mình đã quyết định mình độ cho khách cái mạch bít mới để mình thử cho anh em xem. Thì mình cũng sẽ hướng dẫn lại cho anh khách này biết đường chỉ dùng là anh Toàn Cần Thơ. Toàn ở Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ anh em, ngay chẳng chỗ sân bay á, cái sân bay mà anh em hay đi Đà Lạt rồi chơi á. Đó, rồi ok, thì máy này á, thì bây giờ mình độ cái mạch bơm bít là bít màu vàng nè. Mạch bít này là bít 3 chế độ, thì mình chọn ra 3 chế độ ok nhất để mình lắp vô máy này. Thì ở chế độ công tắc thăng bằng này á, thì nó sẽ là chế độ lì. Anh muốn dặn mạnh lên thì dặn ngược chiều kim hồ, nó hơi khác với những bít khác ha. Ngược chiều kim hồ nó sẽ mạnh lên. Đó. Rồi ok, ngược chiều kim hồ nó mạnh lên ha. Rồi, chọn chế độ. Đây là chế độ xung đa bật. Rồi. Bật bên đây thì là chế độ đánh tổng hợp. Mà đặc biệt ở chỗ là con bít này mình làm tần số nó cao, nó thanh, nghe tiếng nó rất là đã. Anh em nhìn đèn sáng giới luôn ha. Đó, đầu tiên nè, thì cái cycle trên đây người ta chỉnh là 80-85%. 80-85% so với xung lì thì cũng khá là ok rồi. Tuy nhiên thì con bít này nó bị ngược nha, tức là anh thường thì anh sẽ dặn xuôi thì nó mạnh lên, còn đối với con bít này 3 chế độ nào cũng ngược hết. Dặn ngược lại thì nó mạnh lên anh em, dặn ngược lại để mạnh lên. Công tắc bên đây với lại biến trở bên đây thì bỏ ha, tại mình sử dụng bít 3 chế độ mà. Đây nè, chế độ lì thì anh em để công tắc cái chế độ thăng bằng nè, rồi dặn ngược lên. Thì mình sẽ yêu cầu cái anh khách này anh kết bạn Zalo với mình để mình tiến hành mình gửi cho anh clip để anh biết đường sử dụng. Thì mặc dù là máy sửa ít tiền hay nhiều tiền gì cũng vậy thôi, mình tránh trường hợp là anh em cứ điện hỏi tới hỏi lui hoài mình rất là nhức đầu, không có thời gian để làm việc khác. Thì mình sẽ yêu cầu khách là kết bạn Zalo và mình hướng dẫn gửi clip hướng dẫn này.
ok anh em, sau khi dọn dẹp và hoàn thiện máy thì nó đã được như thế này đó. Về đóng nắp lại khách chỉ dùng thôi. Những cái chi tiết giống như là những cái con ốc mà nó bị trờn á, bị trờn bị tuôn ở đây nó gãy nè, thì mình phải khoan cái lỗ sắt rồi khoan qua nhôm luôn. Mình khoan mình làm lỗ mới ha, mình làm ren lại, mình làm lỗ mới thì mình bắn lại. Ở trước này cũng vậy nè, ở đây cũng vậy, thì nó bị trờn nó bị tuôn hết rồi. Còn cái phần trên nắp nữa anh em, trên nắp thì chưa có xử lý nên nó bị gãy nè. Trên nắp này chắc lẽ là xử lý được, nó còn ba con này nó ok, để mình xem mình tháo được cái con ốc gãy này ra hay không nha. Rồi mình sẽ tiến hành mình làm luôn để cho anh khách có một cái máy để kiếm cơm sống qua ngày. Rồi ok, chào anh em muốn sửa máy hay là gì đó thì anh em gọi trực tiếp vô số điện thoại mình sẽ nhắn địa chỉ cho anh em, rồi sau đó anh em gửi máy qua thì mình sẽ kiểm tra và mình sửa chữa đó, thì mới báo giá cụ thể được cho anh em nha. Rồi ok, chào anh em.